Là nếu như vậy thì mình sẽ rất là khó khăn. Rồi em đi coi những cái bộ phim mà những cái người mẹ mà gọi là single mom á, người ta phải là rất là vật lộn với cuộc sống này nọ. Em mới nghĩ là không biết mình làm được vậy không. Khổ con, khổ, chắc là khổ con. Coi phim trước lấy tinh thần luôn hay em? Có chị, cái xong rồi em thấy là khổ đứa bé quá, xong mà em không đi nữa. Sáng đó em nói viết đơn nọ đó, xong tự nhiên ông thay đổi thái độ hoàn toàn luôn. Anh nói là anh xin lỗi, không phải anh vô tâm với em đâu, nhưng mà tại vì anh về tới nhà là anh đặt lưng xuống anh ngủ, tại vì anh quá mệt với lại cái công việc. Lúc nào anh cũng nghĩ là đàn ông phải là cái chỗ dựa cho người phụ nữ bằng cái kinh tế. Em có bầu, nghe tin có bầu cái là anh thấy cái trách nhiệm của anh nó lớn lắm. Là lúc nào anh cũng nghĩ là anh phải xây dựng công ty thật là lớn mạnh, đảm bảo cái cuộc sống vật chất cho hai mẹ con em. Thì cái buổi sáng hôm đó thì anh thay đổi hoàn toàn. Tự nhiên anh đi ra ngoài, anh mua cho em một tô phở mà trứng gà trứng non á chị. Và mà cái tô phở mà ổng lễ nó tét lét luôn, tại vì là chan nước chung bỏ hết tè lè ra bỏ vô một cái tô. Thì ảnh mua cho em một ly sữa đậu nành luôn, mà cái đậu nành với cái nước nó tách lớp luôn. Em thấy rất là ngô nghê, mình cảm thấy rất là ấm lòng. Chỉ như vượt vậy đường thôi. Xa dạ đúng rồi chị. Lúc mình tới Đà Lạt mua ly sữa đậu nành không, nhưng mà tới lúc mà ảnh mang vô cho em rồi đó thì em thấy là ok, mình tha thứ. Rồi hai vợ chồng ôm nhau khóc. Vậy rồi đến cái ngày đi sinh thì sao? Em sinh thằng bé cho em là sinh non. Thế là em sinh nó sớm khoảng 1 tháng á. Thì buổi trưa hôm đó em bắt đầu là bị đau bụng, em sốt. Mà em sốt mà kiểu như sốt ớn lạnh á, đau râm râm nữa. Thì em nghĩ là em không có sanh bé đâu, nghĩa là vẫn còn cả tháng nữa mới sanh được. Thế là cái cô hàng xóm mới đưa em đi bệnh viện. Thì vô bệnh viện thì người ta xét nghiệm này nọ kia, thì bác sĩ mới nói là có thể em bị sốt nhiễm trùng. Mà sốt nhiễm trùng này rất là nguy hiểm. Thì em nhập viện đâu khoảng tầm 2 ngày là em sanh á. Dạ, nhưng mà cái thời gian mà nhập viện á chị, thì đối với em rất là sung sướng luôn á. Tự nhiên em thay đổi cái gì đó, em lạc quan hơn. Mà lúc đó lẽ tự nhiên em cảm thấy rất là thoải mái, tại vì em được nhiều người quan tâm. Em vô đó em sướng lắm. Tới giờ cho ăn, tới giờ cho chích. Rồi tới giờ là có người cho người uống sữa, rồi ăn bánh, rồi ăn sinh tố. Tại vì bệnh viện đợt đó là khá là vắng, nên có một mình em. Nguyên khoa đó là có mấy bà bầu nhưng mà đã đẻ rồi, đã sanh rồi. Có một mình em trong khoa đó là nhập viện thôi. Thì em vô đó là em thấy nó sung sướng lắm. Mà tự nhiên là có ba má chồng nè, có em chồng, rồi có mấy cô hàng xóm á, rồi quan tâm. Rồi có những cái chị hộ lý, chị cũng quan tâm tới mình, chị hỏi han mình, kiểu như vậy. Rồi cuối cùng thì là vô bệnh viện, cái đông vui, cái tự nhiên cái được tháo gỡ chút đỉnh. Dạ, cái ca của em cũng là cái ca khá là nguy hiểm ở trong bệnh viện. Sáng hôm đó là bác sĩ phụ sản lên khám cho em, thì bác sĩ nói là em nở 2 phân rồi. Mà em không hề đau không gì hết. Rồi tới hồi mà trưa thì bác sĩ nói là em nở được 4 phân rồi. Bác sĩ hỏi em có đau không, có ê ẩm gì không. Em nói không hề đau gì hết. Em đi vòng vòng em chơi á, kiểu như là rất là khỏe luôn. Thì tại vì uống thuốc. Chào mọi người, mình là Thanh Trang, năm nay là mình 29 tuổi. Hiện tại công việc của mình là thiết kế kiến trúc và nội thất. Lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình có thai như thế nào? Em không nghĩ là em có thai. Ngày hôm sau là có là đặt một cái lịch là đi xăm môi với xăm mắt để chuẩn bị đám cưới. Thì là tự nhiên hôm đó em có linh tính là hay mình mua thử cái que thử thai, mình thử coi. Thử thì hiện lên 2 vạch. Cái xong em gửi cho chồng em coi, thì chồng em rất là mừng nhưng mà em không tin. Em nói là chắc không có đâu, không thể nào có được hết đó. Tại vì 2 vạch như vậy rồi mà vẫn chắc không có đâu. Vì em nghe bạn nói là kiểu giống như là cưới nhau rất là lâu rồi mới có thể có con được, chứ không phải là dễ có con. Lần đó thả một lần đó thôi là dính. Đúng rồi. Dạ, em không nghĩ là một cái lần đó mà nó thể là có em bé được. Trời ơi em ơi. Thực ra quý vị thân mến, cái cơ chế để mang thai thì nó chỉ là một cơ chế thôi. Trần Văn Tinh Trùng gặp được Nguyễn Thị Trứng trong một môi trường phù hợp là tự nhiên chúng ta sẽ có phôi thai. Cơ chế là một, nhưng cái cơ chế đó nó nằm trong cái môi trường bên trong của cái người phụ nữ nào. Rồi cái ông Trần Văn Tinh Trùng đó là đến từ đâu? Nó sẽ tạo ra 1001 kịch bản, cho nên sẽ không có chuyện là mình nghe một cô bạn của mình cổ khó đậu thai, cái thành ra là mình nghĩ nó khó. Rồi có nhiều người thì nghĩ đó nó dễ lắm, cho nên thôi mình cứ vậy đi, rồi khi nào mình muốn có mình thả là có. Không có, mỗi nhà mỗi cảnh là chuyện này nè. Dạ. Nhưng mà bản thân cái cơ địa của em có phải là dễ đậu thai hay không? Dạ, em nghĩ là không luôn á, tại vì em là cái người là không có hành kinh đều. Tức là một năm em cũng chỉ có khoảng 1-2-3 lần vậy đó thôi. Là em tự đoán thôi đúng không? Dạ, chứ em tự đoán. Chứ cũng không có cái đúng rồi. Tức là em tức là mấy tháng em không có kinh đó là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên là em cũng không nghĩ là em có thai. Đôi khi chính như vậy mới dễ có thai. Có điều là mình khó biết được chính xác thời điểm. Đúng rồi, khó set up được. Chứ không có nghĩa là như vậy là khó có thai. Có rất nhiều những cái niềm tin ngây thơ của các bạn gái là cho rằng là mình biết tới đó, cái mình nghĩ là nó như vậy, mà nó như vậy tức là mình tin nó như vậy, cái thành ra có rất nhiều điều mà mình không có trở tay kịp.
Thì buổi tối hôm đó hai vợ chồng mới chở nhau đến một cái phòng khám ở gần nhà em. Thì bác sĩ nói là thai cũng được gần 8 tuần rồi. Thôi em rất là bất ngờ, em rất là vui bởi vì là cuối cùng mình cũng có thể là được làm mẹ. Cái thứ hai nữa là em rất là lo, lo bởi vì cái thời gian mà trước đây á, nghĩa là em không biết em mang thai là em đi công trình hoặc là em làm những cái việc mà rất là ảnh hưởng tới em bé. Em rất là lo. Và lo cái thứ ba nữa là không biết ăn nói với bố mẹ như thế nào đây. Tại vì thật ra là lúc đó là tụi em đăng ký kết hôn rồi, cũng đám hỏi rồi nhưng mà chưa có đám cưới. Khoảng tầm 10 ngày nữa là đám cưới đó. Thì bây giờ mà giống như là mình có em bé trước đám cưới á, thì không biết là gia đình sẽ nhìn nhận như thế nào đây. Thì nhưng mà ông chồng em ông rất là vô tư vậy, ông rất là vui. Thế là ông đi trên đường về ông chốt đơn rồi em. Cái giấy đăng ký kết hôn của người ta, trời ơi, cơ sở pháp lý to đùng như vậy. Dạ, là anh rất là vui. Còn em thì em lo nhiều. Và từ đó trở đi là trong cái thai kỳ của em á, là em lo rất là nhiều, lo lắng rất là nhiều. Như vậy là rất là dễ stress và rất là dễ trầm cảm. Dạ đúng, trầm rồi. Cảm thai kỳ có đợt là khoảng tầm sau đám cưới một tuần á, là em bị dạ sinh non. Thì lúc đó là bác sĩ mới nói là do em stress quá nhiều, em căng thẳng, em không ngủ được, em không ăn được. Nếu mà em còn tiếp tục cái tình trạng đó thì là sẽ là rất là dễ bị hư thai. Thật ra thì trong cái suốt thai kỳ á, là nói về mặt về sức khỏe chị, là em chỉ cảm thấy là em bầu nó lớn lên thôi, nhưng mà về ăn uống hay là ngủ nghỉ nọ là nó như là trước đây rất là bình thường. Nhưng mà về cái tâm lý em là em thấy nó rất là nặng nề. Lúc nào em cũng cảm giác giống như là có cái gì đó nó đè nặng mình rất là nặng nề. Thì là em không nói với chồng em. Em muốn anh tự hiểu, em muốn ảnh là phải tự hiểu. Đó là cái sai. Dạ, mà anh không hiểu chị. Đúng rồi em. Em nói chị có nhiều đêm á là em nằm, em giận, em không, em nhìn em quay qua em thấy ổng ngáy kho kho. Em lăn xuống đất em nằm em khóc tức tủi luôn á chị. Em chỉ chờ là ổng quay qua ổng coi mình coi làm sao. Không đâu. Đằng này là ổng ngủ ngáy kho kho luôn. Thế là đêm em ngủ thiếp đi thì rạng sáng là anh dậy thì là anh mới quay qua anh ôm em lên, sao vậy lên đây nằm á. Là lúc đó thì cái chuyện đã rồi, và cái cảnh đó là nó kéo dài suốt thai kỳ đúng không chị? Thậm chí em biết không, lúc đó đó anh ngủ anh còn cảm giác rất thoải mái nữa, tại vì tự nhiên cái giường nó rộng ra bất ngờ. Nó có những cái gọi là những cái niềm tin mà rất là tội nghiệp á, của của chị em phụ nữ ở chỗ này. Có thể là do tác động của phim truyền hình nữa không chừng. Nó là gì, là ủa anh phải tự hiểu chứ không nha các bạn. Nếu các bạn yêu và cưới được một cái người mà bạn chưa kịp nói mà người ta đã hiểu thì rất là cẩn trọng, tại vì ở trển rồi đó, cõi trên rồi đó. Chứ người bình thường không ai có cái năng lực này. Bây giờ mình công bằng tí, các anh thì tội nợ đầy trời rồi, tôi không bàn nữa. Nhưng trong riêng chuyện này thì vô tội. Ví dụ như là mẹ mình đi, đồng cảm phụ nữ và mẹ con nuôi dưỡng từ bé, đôi khi có những chuyện mình nghĩ cái gì mẹ còn chưa biết mà. Thế thì tại sao chúng ta đi kỳ vọng cái điều đó ở một cái con người mà trưởng thành rồi, hai đứa mới ráp lại với nhau và còn khác biệt về giới tính và lối sống. Mấy anh không hiểu được, cho nên là thật sự là phải nói. Thật ra thì vợ chồng em là quen nhau khá là nhanh. Nghĩa là cái thời gian mà tụi em hiểu nhau cũng không có nhiều. Nghĩa là tụi em thấy hợp, rất là hợp nhau về cả công việc. Tại vì chồng em cũng chung nhà với em luôn. Tụi em cưới nhau xong là tụi em mở công ty. Thì là bước đầu công ty nó gặp rất là nhiều khó khăn. Với lại rất là nhiều cái sự cố xảy ra. Em vẫn làm cho tới tháng thứ 7 luôn. Em vẫn đi ra công trình, em vẫn thiết kế ngồi đêm làm mọi cái. Nghĩa là về sức khỏe em cảm thấy rất là ổn. Nhưng mà còn về cái tâm lý của em á, là luôn ngày nào em cũng phải cuốn theo cái công việc. Tụi em rất là hay tranh luận với nhau và gây mâu thuẫn. Và thậm chí là em viết đơn luôn. Sau này thì em mới nhận ra là cả em và ảnh cũng đều có cái sai ở đây á, là tụi em không nói cho nhau hiểu. Thế là lúc đó là em lại có một cái bầu trời của em, là không biết ông này có như thế nào không. Còn ảnh á thì lại ảnh có một cái bầu trời của ảnh, đó là về áp lực, về đủ thứ hết. Và cũng không muốn cho em biết có bầu á, là được về nhà ngoại ở. Thì là ông bà ngoại em mới đi nước ngoài. Thì lúc đó là nhà còn có mình em với chồng thôi. Có một cái lần rất là nặng luôn á, là em bị té cầu thang. Là đợt đó là hơn 7 tháng rồi. Thì là em té cầu thang là do là em hai vợ chồng giận nhau. Thì em không có nhờ ảnh là anh lấy giùm em cái nước ở trên tầng, tại em ở tầng trên. Anh lấy nước lên giùm em mới tự em đi lấy. Mà lúc đó là em cũng khá nặng nề rồi. Đợt đó là em rất là hận ảnh luôn á. Nghĩa là em nói là không thể nào chấp nhận một cái người chồng mà vô tâm như vậy, không có quan tâm tới vợ như này mà kia. Lúc đó anh có ở nhà không? Anh có nhà nhưng mà anh ở dưới tầng dưới á chị. Và cái việc em đi lấy nước thì anh có thấy không? Dạ không, anh không thấy. Không, nhưng mà bây giờ là cổ đã nhận ra cái sai của cổ rồi. Chị hiểu em, chị hiểu bây em. Giờ cổ đang kể lại dạ, thôi. Đúng rồi. Em rất là hận tại sao mà mình khát nước mà sao không lấy nước cho mình, hoặc là không có quan tâm tới mình thế này thế kia.
là sáng hôm đó em viết đơn luôn, em đưa cho anh cái đơn, em mới nói là bây giờ em thấy là giữa anh với em á là mình đến với nhau thế này kia, bây giờ con em nuôi thế này kia, thì lúc mà trong suốt hai kỳ á là em lúc nào em cũng tưởng tượng ra một cái viễn cảnh là em sẽ đi bỏ đi luôn, ôm bụng bầu bỏ lên Đà Lạt hay ra Đà Nẵng gì á, em bán sữa đậu nành hay là em bán khoai gì đó để giống như trong phim á chị. Em có coi phim truyền hình không? Dạ Trang? Có. Trời ơi, gió nghịch mùa đồ các kiểu. Thì em muốn là bỏ đi như vậy là khoảng 4-5 năm sau là anh sẽ tìm đến mẹ con em và anh thấy đứa con nó lớn rồi, để cho anh biết được cái tội lỗi của anh gây ra là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, đây là một nhà biên kịch tương lai. Cái cảm giác nó sống động lắm, tức là cái ý tưởng nó sống động lắm mà chứ không phải là bị lòng phim đâu. Thôi thúc mình dữ lắm. Mà em cứ nằm xuống là em tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó và em nói là hai mẹ con sẽ là nương nhau mà sống qua ngày và bỏ hết cái cuộc sống ở đây luôn để mà mình có một cuộc sống bình yên và phải cho cái người đàn ông đó nhận ra là người ta sẽ phải vô tâm với mình như thế nào. Và còn tưởng tượng ra tới cái cảnh là người ta sẽ hối hận, người ta đi năn nỉ mình nữa. Dạ. Tại cái chỗ mà bán sữa đậu nành luôn, kiểu dạ, vô tình uống dạ, em nghĩ ra được những cái điều đó luôn chị, là em sẽ trồng cây, trồng rau hoặc là đi làm mướn làm thuê nọ mà em còn nghĩ ra là nếu như vậy thì mình sẽ rất là khó khăn. Rồi em đi coi những cái bộ phim mà những cái người mẹ mà gọi là single mom á, người ta phải là rất là vật lộn với cuộc sống này nọ, em mới nghĩ là không biết mình làm được vậy không, khổ con, khổ chắc là khổ con. Coi phim trước lấy tinh thần luôn hay em? Có chị, cái xong rồi em thấy là khổ đứa bé quá thôi mà em không đi nữa. Sáng đó em nói viết đơn nọ đó, xong tự nhiên ông thay đổi thái độ hoàn toàn luôn. Anh nói là anh xin lỗi, không phải anh vô tâm với em đâu, nhưng mà tại vì anh về tới nhà là anh đặt lưng xuống anh ngủ, tại vì anh quá mệt với lại cái công việc. Lúc nào anh cũng nghĩ là đàn ông phải là cái chỗ dựa cho người phụ nữ bằng cái kinh tế. Em có bầu, nghe tin có bầu cái là anh thấy cái trách nhiệm của anh nó lớn lắm. Là lúc nào anh cũng nghĩ là anh phải xây dựng công ty thật là lớn mạnh, đảm bảo cái cuộc sống vật chất cho hai mẹ con em. Thì cái buổi sáng hôm đó thì anh thay đổi hoàn toàn. Tự nhiên anh đi ra ngoài, anh mua cho em một tô phở mà trứng gà trứng non á chị. Về mà cái tô phở mà ổng lễ nó tét lét luôn, tại vì là chan nước chung bỏ hết tè lè ra bỏ vô một cái tô. Thì ảnh mua cho em một ly sữa đậu nành luôn, mà cái đậu nành với cái nước nó tách lớp luôn. Em thấy rất là ngô nghê, mình cảm thấy rất là ấm lòng. Chỉ như vượt đường xa. Dạ đúng rồi chị. Chúc mình tới Đà Lạt mua ly sữa đậu nành. Không, nhưng mà tới lúc mà ảnh mang vô cho em rồi đó, thì em thấy là ok, mình tha thứ rồi, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Vậy rồi đến cái ngày đi sinh thì sao? Em sinh thằng bé nhà em là sinh non. Thế là em sinh nó sớm khoảng 1 tháng á. Thì buổi trưa hôm đó em bắt đầu là bị đau bụng, em sốt. Mà em sốt mà kiểu như sốt ớn lạnh á, đau râm râm nữa. Thì em nghĩ là em không có sanh bé đâu, nghĩa là vẫn còn cả tháng nữa mới sanh được. Thế là cái cô hàng xóm mới đưa em đi bệnh viện. Thì vô bệnh viện thì người ta xét nghiệm này nọ kia, thì bác sĩ mới nói là có thể em bị sốt nhiễm trùng. Mà sốt nhiễm trùng này rất là nguy hiểm. Thì em nhập viện đâu khoảng tầm 2 ngày là em sanh á. Dạ. Nhưng mà cái thời gian mà nhập viện á chị, thì đối với em rất là sung sướng luôn á. Tự nhiên em thay đổi cái gì, em lạc quan hơn. Mà lúc đó lại tự nhiên em cảm thấy rất là thoải mái, tại vì em được nhiều người quan tâm. Em vô đó em sướng lắm. Tới giờ cho ăn, tới giờ cho chích. Rồi tới giờ là có người cho người uống sữa, rồi ăn bánh, rồi ăn sinh tố. Tại vì bệnh viện đợt đó là khá là vắng, nên có một mình em. Nguyên khoa đó là có mấy bà bầu nhưng mà đã đẻ rồi, đã sanh rồi. Có một mình em trong khoa đó là nhập viện thôi. Thì em vô đó là em thấy nó sung sướng lắm. Mà tự nhiên là có ba má chồng nè, có em chồng, rồi có mấy cô hàng xóm đó, rồi quan tâm. Rồi có những cái chị hộ lý, chị cũng quan tâm tới mình, chị hỏi han mình, kiểu như vậy. Rồi cuối cùng thì là vô bệnh viện, cái đông vui, cái tự nhiên cái được tháo gỡ chút đỉnh. Dạ. Cái ca của em cũng là cái ca khá là nguy hiểm ở trong bệnh viện. Sáng hôm đó là bác sĩ phụ sản lên khám cho em, thì bác sĩ nói là em nở 2 phân rồi. Mà em không hề đau không gì hết. Rồi tới hồi mà trưa thì bác sĩ nói là em nở được 4 phân rồi. Bác sĩ hỏi em có đau không, có ê ẩm gì không, em nói không hề đau gì hết. Em đi vòng vòng em chơi á, kiểu như là rất là khỏe luôn. Thì tại vì uống thuốc hạ sốt là em bình thường lại trở lại rồi. Em cũng lên mạng em search, người ta nói là mỗi lần đau đẻ là sẽ rất là đau, sẽ đau từng cơn từng quặn này nọ, rồi sẽ là bị chảy máu báo thế này thế kia đủ thứ hết. Mà em thấy là em như bây giờ em rất là bình thường, thì tại sao em lại sanh trong chiều nay được. Mà bác sĩ cũng thấy rất là lạ. Thì tới khoảng tầm trưa 2 giờ là em cũng nở được khoảng tầm 5-60 phân gì đó, em không nhớ nữa. Thì bác sĩ mới cho hộ lý tới để lấy xe đẩy em đi vô. Thì em thấy hai chị đó đẩy cái xe vô, em thấy mắc cười quá. Hai chị nói em lên xe ngồi, em cũng lên ngồi. Mà em thấy mình tự nhiên mình đang đi lành lặn, mình đang khỏe khoắn vậy, tự nhiên đẩy mình đi giống như mình bị thương vậy á.
nói thôi 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 để em đứng lên em đi, sao em đi trước em mở thang máy cho hai chị luôn á, em đi tè vô phòng xanh đó chị, thì em vô em coi từng chút em đi vòng vòng em coi là bác sĩ mới lên giường đi nằm nghỉ ngơi đi, là lên giường nằm đi, sao em mới lên em nằm, bác sĩ lại khám lại, bác sĩ nói là nó cái tốc độ nở nó càng ngày nó càng nở và cái giống như là em không có gọi là chảy cái nước ối ra. Thì bác sĩ cứ nói là không đau hả? Nói dạ không, không đau, không bình thường hết. Thì lúc đó khoảng tầm 4-5 giờ đó là em nghe cái phòng kế bên một cái tiếng ca rất là thất thanh, chắc là mới gọi là cấp cứu chị, rất là thất thanh luôn, là một cái bà bầu khác, là bà la từ cái lúc bà la đó cho tới lúc mà bà đẻ đứt bé nó e lên, em thấy khoảng tầm có một tiếng đồng hồ chị, không tới nữa. Nghĩa là em ngồi bên đây em vẫn còn nhí nhảnh, em vẫn còn coi, xong em FaceTime cho mẹ luôn, là nói mẹ ơi là giờ thôi, nói chuyện mẹ khoảng tầm hơn tiếng á, để em nói thôi mẹ ơi giờ chắc con cướp máy con đi đẻ mẹ ơi, mà mẹ kiểu như mẹ đợi con nha, con vô coi nồi canh nồi cơm gì nha. Lúc mà mình vô thì mình tí tởm mình nhí nhảnh như thế nào á, thì lúc mình sanh mình thê thảm lắm chị, trời em quằn quại mà em vẫn còn tưởng tượng ra được cái cảnh em đó như thế nào, mà em vẫn không đau và cái tốc độ nở lên 8 phân rồi. Bác sĩ nói thường là 8 phân là sẽ rất là đau, mà em nói em bình thường, em ngồi em nói chuyện rất là bình thường luôn, không hề đau gì hết. Thì tới lúc đó bác sĩ mới nói là bây giờ nếu mà không đau là phải chích thuốc dục sinh để mà cái cổ tử cung mà nó co bóp thì em bé nó mới đẩy ra được, sẽ rất là đau đó. Em mới nghe đau em mới thấy bà bên kia em sợ rồi, em mới nói thôi không mấy chích cho em một cái liều thuốc gọi là gây tê gây mê gì đi. Bác sĩ nói là do là trước đó cơ địa của em là bị sốt nhiễm trùng cho nên em không được can thiệp bất cứ một cái liều thuốc nào vô được nữa, cho nên em phải cố gắng chịu đau, và cái cơn đau này rất là đau nha, và chịu đựng. Thì lúc đó chồng em vô đúng 10 phút sau như bác sĩ nói luôn chị, bắt đầu em thấy cái bụng em giống như có tài thiên chỏng nó quặn vậy, thì bác sĩ mới can thiệp y khoa bằng bác sĩ chích ối, và bác sĩ kêu em rặn, thì em cũng cố gắng em rặn, và em có cái cảm giác giống như là cái sức của mình với lại cái việc đó là nó vô nghĩa em chị, mình có cố gắng cỡ nào nó cũng không được, cái bụng thì cứ chà bá, thế là mấy chị hộ lý rồi mấy chị ấn xuống để nó đau, mà chị nó rất là đau, và bác sĩ thò tay vô, mà em nói cái cảm giác đó là thiệt ra trước đó là khi mà em chưa có bị gọi là chưa có đau như vậy đó là em rất là quê, tại vì chị hình dung là nguyên cái ekip bên đây có bác sĩ Nhi, bác sĩ nội khoa đang theo dõi cho em và bác sĩ sản nữa, rồi một lô luôn là rất là nhiều người là hộ lý với lại y tá này nọ, rồi nguyên ekip của cái chị bầu bên kia qua bên đây luôn để hỗ trợ em, nghĩa là rất là đông, và lúc đó em quê là cái gì, mình lần đầu tiên mà mình không có mặc cái gì mà mình ngồi trước mặt mọi người. Cái tới hồi mà em chích thuốc em đau quá em mất quê luôn chị, nghĩa là coi như lúc đó là em lăn lộn lăn qua lăn lại nè chị, mà nó cồn cào mà người ta ràng em lại rồi, nhưng em vẫn bò dậy để em cuộn cái người em lại như vậy, rất là đau luôn. Thì chồng em cứ kế bên là cứ nói cố lên. Thì thật sự là em rặn được thì thằng bé nó ra được rồi, nhưng mà nó bị kẹt, tức nghĩa là em không thể nào rặn hơn được nữa. Và sau này em mới biết là thằng con em là do cái đầu nó cứng đầu lắm chị, tới bây giờ nó vẫn cứng đầu chị, và nó làm tổn thương mọi người xung quanh bằng cái đầu của nó, là lâu lâu nó đinh một cái là coi như là bầm tím luôn á chị, kiểu vậy đó. Thì là đợt đó là không sanh được, là kẹt rồi thì phải đi mổ, em lả đây luôn. Thì chồng em ra, chồng em ký cái gọi là cái giấy mà quyết định mổ đó chị. Thì là đợt đó là em nhớ là người ta đẩy em từ cái tầng đó lên cái tầng hay đi xuống em cũng không biết nữa, là em có cảm giác giống như là đi xuống địa ngục hay sao chị, chắc đèn nó cứ chiếu qua rồi mà mình cứ cơn nó đau rặn như vậy. Và cái tâm lý của em cứ cầu nguyện thôi, mình sao cũng được, mình chết cũng được, nhưng con mình phải sống, nghĩa là phải là làm sao để cho con mình. Em cứ nói bác sĩ cứu đứa bé thôi. Thì bác sĩ nói yên tâm rồi đẩy đi, là khoảng tầm 5 đến 10 phút sau á là em nhớ là chụp thuốc mê em luôn. Thì em nghe chồng em nói là sanh lúc đó 7 giờ. Thế là chỉ sau khoảng tầm 5-10 phút khi mà em bỏ cuộc á. Em may và con em cũng may. Dạ. Nó không có những cái biến chứng thai sản tại cái thời điểm mà mình sinh, bởi vì nếu như không thì nó sẽ liên quan đến tính mạng. Dạ đúng. Và rồi. Thực sự thì cũng rất là tiếc khi mà trong thực tế cũng có nhiều ca họ vừa là không lượng sức mình nhưng mà cũng vừa là cái tác động của những người xung quanh. Thật sự đây là một cái sự hoàn toàn không đồng cảm với mẹ bầu á, kiểu như là đã tới nước này rồi thì xin thường đi, và đôi khi có những người nhà không chịu ký giấy và họ bắt buộc bác sĩ là phải theo ý của họ. Thực ra chị nghĩ một điều đơn giản vậy thôi nè, đã vô tới bệnh viện rồi thì hãy tuân thủ y lệnh. Trong bệnh viện bác sĩ là cái người hiểu rõ hết mọi chuyện hơn chúng ta. Nó dĩ nhiên là về phía bác sĩ thì họ sẽ phải làm việc có tâm và có chuyên môn. Khi mà sanh xong rồi em nhớ như in cái lần mà em tỉnh dậy,
là sau lúc mà ở trong phòng hồi sức á chị, là cái phòng đó là tại vì em sinh ở cái bệnh viện này là bệnh viện nó mới mở, nó là bệnh viện quốc tế, mọi cái y tế của nó làm giống như nước ngoài, giống như trên phim viễn tưởng á chị. Em thấy là em mở mắt ra em thấy nó chói lóa luôn, và nó làm bằng cái bức tường mà inox luôn, mọi cái nó làm bằng inox luôn. Em thấy là chết cha mình chết rồi chị, thiệt luôn á. Em mới tức là cái mình mở mắt ra cái cảm nhận đầu tiên của mình là mình đang ở trên thiên đàng. Ở đâu chắc mình đang ở trên thiên đàng rồi. Em mới từ từ, tại vì lúc đó là cái cảm giác là mình có ý thức rồi nhưng cơ thể mình không có hoạt động được. Cái môi mình cứng ngắc mà cái đầu của mình mọi thứ nó trì trệ chị, nó vẫn còn mê á. Thì em mở mắt ra em nhìn qua nhìn lại em không thấy ai, có mình em mà. Xong em nghĩ coi mình sống hay mình chết ta. Nghĩa là thì trong đầu em nghĩ là không biết mình đang sống hay mình đang chết, tại vì mình đang mơ đang như thế này đây. Thì em nói có ai ở đây không, có ai ở đây không, mà cái hoàn cảnh nó cũng ác liệt chị, là không có ai chị. Với em nghĩ là rồi xong rồi, chắc là mình không qua được rồi. Khi mà đi lên mạng tìm hiểu chị, là mình hay tìm hiểu những cái điều tiêu cực á, quỷ môn quan dạ, nó ám như người mình chứ mình không có nghĩ tới vấn đề tích cực đâu. Xong em mới nói rồi là con mình sao thế này kia, em vẫn nhớ tới đứa con chị, là con mình như thế nào đây. Rồi tới hồi em gọi đâu khoảng tầm 5-10 phút á, là có hai người bước vô, em mới nhìn kỹ coi là thấy rồi không chị. Tại vì hai người đó là mặc đồ của trong phòng mổ, tức nghĩa là bịt khẩu trang bịt lại hết vậy nè. Cứ xong là một người nam một người nữ bước vô thì em tỉnh dậy rồi hả. Thế xong em cũng còn đang mơ mơ coi không phải thiên thần hay là ai đây. Em ngó qua em thấy chân chạm đất. Dạ được. Xong người ta vô em mới nói cho em một điện thoại đi. Thì em mượn điện thoại thì em mới gọi cho chồng em. Lần câu đầu tiên ổng nói em là trời ơi em ơi con nó đẹp trai lắm, nó không có xấu xí đâu em ơi. Cái môi nó đỏ mà con mắt nó to mà cái mặt nó rất là trắng, nó như phấn vậy em ơi, nó đẹp lắm, nó đẹp như thiên thần á. Mà ổng nói mà ổng rất là phấn khích luôn. Em nghe vậy em vỡ hòa luôn, em rất là vui, hồi hộp để mình gặp con. Thì tới khi mà em về tới phòng rồi chị, đêm đó em mới nhớ lại, nghĩa là cũng là một cái trạng thái trầm cảm hay chết đó chị. Em nhớ lại cái cảnh lúc đó, tại sao ông không hỏi thăm mình. Thế nào cũng tới cái đoạn này. Tới lúc đó là em mới nghĩ lại, là em mới trách chị. Cái tuổi thơ, cái uất ức. Dạ em đêm đó là em ngồi em khóc tiếp, là em uất ức là tại sao chồng mình lại vô tâm đến như vậy. Không hỏi mình mà lại không chị hỏi mình. Khoe con là thôi, chắc là không thương mình, chỉ quý trọng con thôi. Ghét như ghét của nào trời trao của đó đó chị, nó giống y chang ba nó luôn. Nhìn y đúc luôn, không khác gì ba nữa hết. Ủa em rồi sao em, rồi lúc mà mình nhớ lại là ảnh vô tâm với mình quá. Ảnh không có hỏi han mình mà chỉ quan tâm tới con thôi, rồi lúc đó có còn muốn ly dị nữa không? Dạ thật đó. Dạ thật ra có luôn, mà cái đợt đó là lúc đó em cảm thấy là tâm lý em nó không ổn định. Là khi rất là em rất là vui, khi em rất là buồn. Tới ngày thứ ba, tại vì em ở bệnh viện tới 7 ngày lận, là đêm đó là hai đứa em là gây nhau. Nghĩa là lúc đó, dạ đúng rồi, đêm 1, đêm 2 là mẹ chồng ở với em, nhưng đêm 3 là ảnh ở với em. Thì lúc đó là hai vợ chồng mới gây nhau, là kiểu giống như là cũng là những cái trách giận của em, còn ảnh thì trách. Nhưng mà thật ra là lúc đó em, bây giờ em mới hiểu được rằng là mình trách chồng mình rất là nhiều, trách oan á chị. Là chồng mình lúc đó là cái áp lực của ảnh quá nhiều, còn thêm của mình nữa. Thì khoảng tầm hơn 12 giờ đêm á, là em mới bỏ ra ngoài, em ngồi ngoài hành lang á, em ngồi có một mình em khóc tức tủi luôn. Và em án thân trách phận mình là tại sao mình lại khổ như thế này như thế kia. Và thật ra là thật ra lúc đó em nghĩ em rất là khổ chị, tại sao mình phải thế này thế kia tùm lum hết. Thì khoảng tầm đâu 50 phút sau thì có một chị hộ lý, chị đó là chị mới lại chị an ủi em. Em còn rất là may mắn bởi vì em có gia đình chồng, có chồng kế bên, và em đẻ đứa con mà nó có thể cất tiếng khóc và nó lành lặn. Còn nhiều người là thậm chí đứa con nó không thể cất tiếng khóc được, thậm chí là không có chồng ở bên hoặc là chồng phải ở xa thế này thế kia. Em đã may mắn hơn rất là nhiều người. Khi mà em nghe vậy tự nhiên là cái tâm lý em nó bình ổn lại chị. Em nói hai chị cũng nói đúng, tự nhiên mình lại sao mình lại khổ như thế này. Tại vì cái bản thân mình thôi thì mình phải nghĩ nó vui hơn thế này thế kia. Thì em bắt đầu thay đổi tâm lý. Thì chị có nói chuyện gì với chồng em á, tự nhiên từ hôm đó đi em thấy ảnh quan tâm em nhiều hơn, rồi ảnh thế này thế kia. Thì ngày hôm sau là vui vẻ lại, thì mỗi ngày đều gọi trà sữa cho em uống. Mà cái này gọi lén. Tại vì mẹ em bên đó là dặn rất là kỹ là phải là kiêng lạnh, kiêng này nọ, kiêng kia. Mẹ chồng buổi sáng canh đó chị, bà rất kỹ, bắt em mang vớ, bắt em chùm này nọ theo cái kiểu người hồi xưa. Nhưng mà tới hồi mẹ chồng về là em giống như mở cờ trong bụng đó chị. Mà hả, chồng vô, tại chồng chiều sẽ vô. Thế là vô anh gọi pizza cho em ăn, trà sữa cho em uống. Mà trà sữa là em gọi em bao nguyên khoa luôn, bác sĩ với hộ lý luôn, mua cho mọi người uống luôn. Là em hân hoan cái niềm vui em được uống trà sữa chị. Là em uống đâu được khoảng 4 ly á,
4 ly của 4 ngày là từ đó đi là em phải kiêng 3 tháng. Tại vì em rất là mê trà sữa, mà về tới Việt Nam là ba mẹ em không cho em uống trà sữa nữa. Em không được uống lạnh 3 tháng. Thời gian ở cữ là em đếm ngược, đếm 100 ngày, 199, 98, tới từ từ như vậy chị. Em không được tự do như trước. Tại vì hồi trước là dù gì em có bầu nhưng em vẫn còn được đi ra ngoài, em vẫn còn được là ăn uống theo cái sở thích của mình. Còn lần này ba mẹ em cứ suốt ngày thịt heo, cơm trắng trên bồn ngót. Chỉ như vậy thôi và em ăn uống là rất là ngán rồi. Mà không được uống nước lạnh, cũng không được uống trà sữa, mà thèm lắm chị. Ảnh chỉ hơn em 2 tuổi thôi nhưng mà cái suy nghĩ của ảnh rất là chín chắn. Là chị biết trong suốt cái thai kỳ đó, khi mà em ở cữ 3 tháng á, là tụi em không có một cái hoạt động gì gần gũi với nhau luôn á. Là ảnh kiêng cho em, tức nghĩa là 1 năm trời á chị. Là cái chuyện đó nó cũng làm cho em có suy nghĩ, ủa ông này không có gì ngoài ông ta, không có thương mình nữa không? Dạ đúng trong rồi. Trong khi có search Google mà ví dụ như trong thai kỳ mà vợ chồng mà vẫn hành sự thì có sao không, thì vẫn rất nhiều trang tin nó là không có sao. Không có sao đó. Chị, em ấy là 2 tháng, 3 tháng là thế này thế kia là không sao. 3 tháng là tới tới tháng thứ 6 là từ khoảng tầm 3 tháng, nghĩa là thai kỳ của mình chia làm 3 giai đoạn đúng gì rồi. Đó chị, em nghĩ là giai đoạn giữa không sao. Mà tại sao mình nói không sao rồi mà tại sao ổng cũng nghĩa ông vẫn cảm thấy là, có sao. Ổng vẫn cảm thấy có sao và chị kiên từ lúc mà em có bầu, biết em có bầu cho tới khi mà em ở cử 3 tới 100 ngày luôn á. Bà đếm ngược 100 ngày á, nhớ dạ, không? Em đếm ngược, em đếm ngược. Rồi sao đếm ngược để được bút lên. Rồi đến cái ngày 101 thì sao cưng? Dạ thì nói chung là nó cũng bình thường nhưng mà nó không có được như lúc ban như đầu. Ai là người ai chủ là động đâu. Dạ. Ổng chị. Ảnh chủ động. Cái hồi hộp đại này lắm. Ảnh chủ động tại vì đợt đó là em bị cái là em giận lẫy á, kiểu như là thôi là người ta không cần mình thì thôi. Ôi. Dạ không cần mà em cứ lượn qua lượn lại chị. Tại vì em muốn nhắn gửi đến lại bố mẹ của em á, là con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều bởi vì đã chăm sóc con là gần 30 năm rồi, bây giờ tới chăm sóc cho cháu nữa, lúc nào cũng bên cạnh tụi con hết và hỗ trợ vợ chồng con. Và tụi con rất là thương ông bà. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ chồng của em, là bởi vì ông bà đã rất là hiểu cho vợ chồng em. Ông bà không bắt em phải làm dâu hay là không bắt em phải như thế này như thế kia như những bố mẹ khác. Ông bà luôn luôn để cho tụi em được thoải mái, được tự chủ cuộc sống của mình. Là con gửi lời cảm ơn bố mẹ rất là nhiều luôn. Cảm ơn em đã mang câu chuyện của mình đến đây.